Tội ác sau cuộc vụng trộm với anh hàng xóm. Vào tháng 3 năm 2009, Kay Parson được tìm thấy bị đánh đập dã man đến chết tại nhà riêng. Hiện trường có vẻ giống như một vụ trộm, nhưng sau khi bóc tách từng chi tiết, cơ quan điều tra đã phát hiện ra một âm mưu độc ác hơn nhiều. Kay Parson sinh năm 1968 và kết hôn với David Parson, người yêu thời trung học của mình. Họ có với nhau một cậu con trai tên là Derek Parson. Năm 2005, cả gia đình chuyển đến thị trấn Grovetown, bang Georgia, Mỹ. David làm việc trong ngành xây dựng, còn Kay tìm được công việc tại một phòng khám vật lý trị liệu ở địa phương. Những người thân quen đều nói rằng Kay rất yêu thương, gần gũi với gia đình mình và luôn đặt nhu cầu của các thành viên lên trên nhu cầu của bản thân. Cô cũng rất quan tâm đến việc nuôi dạy con trai. Sống cạnh nhà Kay là Becky Sear và chồng Tony Sear. Hai người có với nhau 3 cậu con trai. Ngoài ra, Becky cũng có 2 con trai riêng là Christopher Bowers và Michael Bowers từ cuộc hôn nhân trước. Hai gia đình hàng xóm khá thân thiết với nhau. Hai cặp vợ chồng thường rủ nhau chơi quần vợt, trong khi các cậu con trai của họ thường chơi các môn thể thao khác như bóng chày. Nhưng cuộc đời của Kay đã gặp kết cục thương tâm vào ngày 25 tháng 3 năm 2009. Sáng hôm đó, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một công nhân xây dựng ở địa phương tên là Mitchell Colyard. Mitchell cho biết đã đến nhà Kay để làm một số công việc nhưng không thể liên lạc được với cô. Sau khi đứng gọi ở cửa trước không được, anh vòng ra cửa sau và phát hiện dường như đã có người đột nhập vào nhà. Cơ quan chức năng nhanh chóng tới hiện trường. Họ ngay lập tức nhìn thấy những mảnh kính vỡ ở phía sau ngôi nhà. Tấm nệm trong phòng ngủ đã bị lật và tất cả các ngăn kéo đều bị kéo ra ngoài. Ngoài ra, có máu trên tường và sàn nhà. Tại gara của ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy Kay nằm trong vũng máu gần ô tô của cô. Trên mặt đất cạnh đó có một chiếc búa và cây gậy bóng chày dính máu. Kay đã bị đánh đập và bị thương khắp người. Cơ thể nạn nhân cũng có những vết thương do phòng thủ. Khi được tìm thấy, nhịp tim của Kay rất yếu, gần như không thở được. Cô lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. David lúc đó đang đi công tác ở California. Khi biết tin, anh nhanh chóng bay về. Kiểm tra xung quanh, cảnh sát phát hiện không chỉ có nhà Kay mà ngôi nhà bên cạnh của gia đình Becky Sear cũng bị đột nhập. Kính cửa bị vỡ vụn, mọi thứ bên trong đều bừa bộn. May mắn là không có ai ở nhà vào thời điểm đó. Tuy nhiên, một giọt máu nhỏ đã được tìm thấy ở cửa sau. Kay bị chấn thương nghiêm trọng do lực tác động mạnh vào đầu và cơ thể. Người phụ nữ 41 tuổi cuối cùng đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện vào ngày hôm sau. Khi Becky Sear biết về vụ đột nhập và tấn công Kay, cô tỏ ra rất đau khổ. Sau đánh giá sơ bộ ban đầu, cơ quan chức năng nhận định đây có thể là một vụ trộm không thành do thủ phạm bất ngờ bị Kay phát hiện. Mitchell Colyard, người đầu tiên phát hiện ngôi nhà bị đột nhập, cho biết anh đến nhà Kay vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 25 tháng 3 năm 2009 và lập tức gọi 911 sau khi phát hiện kính cửa sau bị vỡ. Sau đó, Mitchell nhìn thấy chàng trai ngồi trên một tảng đá đối diện với hai ngôi nhà. Chàng trai này được xác định là Michael Bauer, con trai của người hàng xóm Becky Sear. Cảnh sát liền nói chuyện với Michael và yêu cầu được xem đế giày của cậu. Họ đã nhìn thấy một mảnh thủy tinh dính dưới đế giày. Cảnh sát sau đó kiểm tra ngôi nhà của Becky Sear cũng bị đột nhập cùng thời điểm với người hàng xóm. Trong khi họ đang xem xét về khả năng hai vụ trộm có liên quan đến nhau, thì nhận được một thông tin đáng lo ngại khác. Khoảng 36 giờ sau khi Kay bị sát hại, Becky Sear trở thành nạn nhân của một vụ nổ súng.
Thời điểm đó, Becky đang làm việc tại một cơ sở vật lý trị liệu. Kẻ tấn công không rõ danh tính bắn vào chân cô và đòi tiền. Trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường, hắn đã đe dọa Becky rằng lần sau cô ta sẽ bị bắn vào mặt nếu không đưa tiền. May mắn, vết thương của Becky không nguy hiểm. Cảnh sát đã điều tra lý lịch của Michael Bauer, con trai riêng của Becky. Họ phát hiện Michael từng có tiền án và dính líu đến ma túy, đang phải sống cùng mẹ, bố dượng và các em cùng mẹ khác cha. Becky từng nói với hàng xóm rằng cô chán ngấy Michael và định đuổi con trai ra ngoài. Lúc này, nhà chức trách hướng cuộc điều tra về phía Michael. Nhưng trong khi Michael đang được coi là nghi phạm trong vụ sát hại Kay, cảnh sát bất ngờ nhận được thông tin từ một tù nhân tên là Jerry Jacob. Jerry cũng chính là anh trai của Becky. Người đàn ông này đưa ra một tuyên bố gây sốc, tin rằng em gái mình có liên quan đến cái chết của Kay. Jerry kể có lần Becky đến gặp mình và tâm sự đang ngoại tình với David Parson, chồng của nạn nhân Kay. Sau đó, Becky hỏi anh liệu có biết ai có thể giết Kay và khiến nó giống như một vụ tai nạn hay không. Jerry từ chối và bảo Becky rằng không muốn dính líu gì hết. Tới lúc này, cảnh sát chuyển sang nghi ngờ David Parson. Trong cuộc thẩm vấn diễn ra vào ngày 27 tháng 3 năm 2009, David thừa nhận có quan hệ tình ái với cô hàng xóm Becky. Theo David, cuộc tình vụng trộm này bắt đầu vào mùa hè năm ngoái và Becky là người chủ động tiếp cận. Hai người thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho nhau. Becky còn tặng David một chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc. Họ cũng thường sang nhà gặp nhau và quan hệ tình dục. Becky dường như bị ám ảnh bởi David. Nhưng rồi, David nhận ra Becky đã vượt quá giới hạn và kết thúc cuộc tình. Nhưng Becky không chấp nhận chia tay trong êm đẹp. David phủ nhận việc có liên quan đến việc sát hại vợ mình. Anh ta cũng nói rằng không biết Becky có khả năng làm được điều này hay không. David thẳng thắn nói với điều tra viên về chuyện tình cảm của mình. Cùng với bằng chứng ngoại phạm chắc chắn, David cuối cùng được loại khỏi danh sách nghi phạm. Tuy nhiên, nhân tình của anh ta thì không. Cơ quan điều tra nhận định cuộc tình vụng trộm với hàng xóm có thể là động cơ khiến Becky sát hại vợ anh. Từ những thông tin mà David cung cấp, cảnh sát biết rằng một trong hai người con riêng của Becky là Christopher Bauer đã biết về chuyện tình cảm của họ. Trong khi con trai lớn Michael Bauer ở cùng mẹ, bố dượng và các em cùng mẹ khác cha, thì Christopher sống riêng nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho mẹ. Hai người rất gần gũi, nói chuyện hàng đêm với nhau. Becky đã tâm sự với con trai về chuyện ngoại tình và những rắc rối trong cuộc hôn nhân với người chồng hiện tại. Christopher sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng mẹ và được mẹ cho tiền hay mua xe. Becky cũng cung cấp cho con trai một số loại thuốc gây nghiện. Trước đó, cảnh sát từng nghi ngờ Michael, nhưng giờ đây họ đã chuyển sự chú ý sang Christopher. Christopher và Becky đều bị cảnh sát thẩm vấn. Christopher tỏ ra không hợp tác và ngay lập tức yêu cầu luật sư. Trong khi đó, Becky chấp nhận khai ra mọi chuyện và nói với cảnh sát về việc Christopher có liên quan đến vụ giết người. Người phụ nữ cho biết đã khiến Christopher nghĩ rằng cô ta muốn con trai làm điều gì đó khủng khiếp với Kay. Theo lời khai của Becky, vài giờ trước vụ án mạng, cô ta đã đến nhà đón Christopher và đưa con về nhà mình, trốn trong một phòng ngủ trống. Trong khi Becky đưa những đứa con khác đến trường, Kay cũng rời nhà để chở con trai đi học. Lúc này, Christopher nhảy qua hàng rào, đột nhập vào nhà Kay và đợi cô. Khi vừa trở về, Kay đã bị tấn công dã man bằng chiếc búa Christopher mang theo và sau đó là cây gậy bóng chày mà anh ta tìm thấy trong gara.
Christopher nhanh chóng dàn dựng hiện trường cho giống như một vụ trộm trước khi chạy trốn. Christopher chạy tới con phố khác và được mẹ đón. Becky cho biết thấy trên mặt Christopher có vết máu. Christopher nói với mẹ rằng đã lo mọi việc và thừa nhận đánh Kay một trận tơi tả. Cô ta sau đó giúp con vứt bỏ bộ quần áo dính máu. Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó. Vụ trộm được báo cáo tại nhà cô ta đã được dàn dựng để đánh lạc hướng của cảnh sát. Becky cũng thừa nhận hai mẹ con tiếp tục làm giả vụ tấn công cô ta bằng súng bên ngoài nơi làm việc vì lo sợ cảnh sát phát hiện. Theo kế hoạch, Christopher chỉ bắn xuống đất và đe dọa nhưng vô ý bắn phải chân mẹ mình. Becky và Christopher bị bắt và bị buộc tội giết người. Cả hai đều phải đối mặt với án tử hình cho tội ác của mình. Cơ quan công tố tin rằng Becky chính là kẻ chủ mưu đứng sau toàn bộ âm mưu giết người khủng khiếp này và đã lôi kéo con trai giúp đỡ. Michael Bauer, con trai lớn sống cùng Becky, cũng nói rằng mẹ mình muốn Kay chết. Cả Christopher và Becky ban đầu đều không nhận tội. Becky đã chỉ cho cơ quan chức năng biết vị trí của bộ quần áo đẫm máu mà Christopher mặc. Nó được giấu trên gác mái ngôi nhà mẹ cô ta. Bộ quần áo có chứa ADN của Christopher và Kay. Christopher được xác định chính là hung thủ giết người. Để tránh án tử hình, Becky đã đạt được thỏa thuận với cơ quan công tố. Vào tháng 5 năm 2012, người phụ nữ này nhận tội giết người, cướp có vũ trang và trộm cắp. Trong phòng xử án, Becky hôn Christopher và nói mẹ yêu con. Cô ta bị kết án tù chung thân, không có khả năng được ân xá cho tội giết người. Án chung thân cho tội cướp có vũ trang và 20 năm tù vì tội trộm cắp. Theo hồ sơ nhà tù, người phụ nữ này hiện vẫn bị giam giữ tại nhà tù bang Lee Arundel ở Atlanta, Georgia. Christopher cũng thỏa thuận với cơ quan công tố. Án tử hình được loại bỏ. Thay vào đó, anh ta phải chịu hai án chung thân và 20 năm tù giống như mẹ của mình. Christopher bị giam tại nhà tù bang Smith ở Glenville, Georgia.